sự kiện thường niên lớn nhất được mong đợi trong năm. Lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 do người tiêu dùng bình chọn với chủ đề Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trước chặng đường phát triển mới. Ngày hội tôn vinh 529 doanh nghiệp được người tiêu dùng tín nhiệm và bình chọn. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau tìm kiếm những giải pháp phát triển mới cho một chặng đường mới. Qua đó, truyền thông rộng rãi khẳng định vị trí của danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trên thị trường Việt Nam và khu vực cũng như quốc tế. Cùng với lại hàng Việt Nam chất lượng cao tham gia hội chợ nước ngoài của Lào, Campuchia, Myanmar, trường các nước. Mình đi tới nước nào thì mình cũng tìm được một cái người hợp tác. Phải nói là nhờ cái tên tuổi hàng Việt Nam chất lượng cao gắn liền với người tiêu dùng. 2006, hiểu về thương hiệu nó cũng chưa có được rõ nét lắm. Được chọn tham gia trong chương trình 20 hạt giống, đã được sự hỗ trợ của thành phố mời chuyên gia ông Richard Moore, chuyên gia về thương hiệu có uy tín, đào tạo cho đội ngũ của chúng tôi. Từ đó thì chúng tôi chuyên nghiệp hơn. Từ cái hàng Việt Nam chất lượng cao thì nó đang tỏa khắp nước, như là hội chợ triển lãm Cần Thơ, hội chợ Giảng Võ, rồi rất là nhiều các cuộc hội chợ. Đây là một cái cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng. Đến ngày hôm nay bản thân tôi rất là ấn tượng. Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng là một cái mô hình mình thăm dò thêm người tiêu dùng. Trước đây là hàng Việt Nam chất lượng cao chỉ có làm sản phẩm tốt hơn thôi, mà hiện nay là phải nói về các phần công nghệ sạch, bảo vệ môi trường luôn vân, phải có nhiều cái thay đổi tư duy của mình hướng về sạch nhiều hơn. Đó là người tiêu dùng mới được yên tâm. Ngay từ năm 1997, cái cuộc bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao lần đầu tiên chúng tôi đạt được cho đến bây giờ, chính cái sự bình chọn của người tiêu dùng làm cho chúng tôi ngày càng phải nỗ lực, phải phấn đấu đạt được tiêu chí mà người tiêu dùng đặt ra ngày càng cao. Chúng tôi rất là tự hào và cái này là một cái niềm vinh dự cho các cái doanh nghiệp. Khi chúng tôi đã đạt được cái danh hiệu này rồi thì chúng tôi cảm thấy là hết sức là có trách nhiệm với khách hàng, trách nhiệm với cộng đồng. Danh hiệu này nó là một cái động lực để mà chúng tôi phát triển mạnh hơn nữa. Năm 2024 đánh dấu cột mốc 28 năm danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, với sức ảnh hưởng và uy tín của chương trình ngày càng được nâng tầm là chương trình xúc tiến trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy và cổ vũ hiệu quả nhất cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nâng chất sản phẩm, phát triển thương hiệu, tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững, là cầu nối sản phẩm của doanh nghiệp với hệ thống các nhà bán lẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 được tổ chức đặc biệt với sự có mặt của hơn 500 doanh nhân, hơn 100 khách mời trung ương thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, hơn 50 cơ quan báo chí truyền thông, nơi chia sẻ của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp với chủ đề bán hàng với công cụ và công nghệ mới và chinh phục các thị trường tỷ đô. Chương trình sẽ diễn ra từ 14 giờ chiều đến 21 giờ tối ngày 14 tháng 3 năm 2024 tại hội trường Thống Nhất, số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Hãy truy cập www.hvnclc.vn để biết thêm chi tiết.